Chào các em, thì liên quan đến cái một cái mô hình trong cái chương 2, đó là trong cái câu trong cái đề mẫu mà thầy gửi cho các em, tức là cho một cái mô hình y như thế này, c như thế này, rồi y ngắn thế này, l thế này. Thì đây là cái mô hình ISLM các em đó. Thì chỗ này là nó yêu cầu câu A, nó yêu cầu mình xác định thu nhập quốc dân và lãi suất ở trạng thái cân bằng. Câu B thì nó cho các cái giá trị của các tham số, và đặc biệt ở đây nó cho cái lượng cung tiền em mở, yêu cầu tính hệ số co giãn của lãi suất theo mức cung tiền tại điểm cân bằng và giải thích ý nghĩa kinh tế của nó. Thì ở đây thật ra cái câu này thì cái mô hình ISLM của chương 2, và nó hỏi thêm cái hệ số co giãn này thì nó nằm ở của chương 3, thì các em lưu ý ha. Thì trước tiên để lập phương trình IS đó, thì chúng ta sẽ thay các cái phương trình 2, 3 vào phương trình 1. Thì cái này thầy trình bày để thầy hướng dẫn cho các em thôi, chứ khi mình giải thì mình chỉ ghi là ta có y bằng cái này, rồi thế vô, thế c bằng cái này vô ha. Thế tức là mình sẽ thế cái thằng c này này đó, vô đây chỗ này, thế y này vô đây đấy, thì chúng ta sẽ được cái phương trình này, phương trình này, phương trình này. Thì trong phương trình này đó thì chúng ta chuyển vế cái thằng y qua đây, thì nó sẽ là y trừ cho a y, mà đem y làm chỉ chung thì nó còn là một trừ a tất cả nhân cho y. Và cái br này đó, mình sẽ chuyển qua bên cái trái luôn thì nó sẽ cả cộng br, thì còn lại bên cái phải của mình nó còn là c không với y không. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ lập cái phương trình IS, xin lỗi, phương trình LM. Phương trình LM có nghĩa là cái lượng cung tiền bằng cái lượng cầu tiền. Tức là lượng cung tiền của mình ở đây là M, còn lượng cầu tiền là L. Vậy thì mình sẽ thế cái chỗ L, cái chỗ L bằng M lên đây, thấy lên đây. Đó thì mình sẽ được cái phương trình mình chuyển vế qua. Chuyển vế qua tức là ở đây chỗ này mình giữ nguyên nè. Mình sẽ chuyển cái là không qua đây thì mở chuyện là không ha. Đấy, thì đây là một cái phương trình theo hai ẩn y và r. Lưu ý là cái mô hình ISLM đó là chúng ta tìm y là thu nhập quốc dân và r là lãi suất ở trạng thái cân bằng đó. Thì khi mà mình nhóm nhóm hai cái phương trình này lại thì mình được một cái hệ phương trình này. Hệ phương trình này là hai ẩn y và r nha, ẩn y và r đó. Thì mình giải bằng phương pháp Cramer đó, tức là mình sẽ cái này là phương pháp Cramer nha, cái này không chỉ R, Cramer rồi. Thì cái phương pháp này là mình sẽ tính cái định thức D. Định thức D thì ở đây hệ phương trình hai ẩn thôi, thì cái hệ số trước y nè, số trước y là một trừ a nè đó, rồi hệ số trước m nè, xin lỗi, trước y ở dưới là m nè. Đó, thì em lưu ý là trong cái định thức này mình không có ghi cái ẩn vô nghe, không ghi cái ẩn vô, vì có bạn thì thấy có bạn giải cái hệ này bằng cách là ghi cái ẩn vô cái định thức này là sai đó. Đó thì cái hệ số trước r ở phương trình trên là b, dưới là trừ n nghe không? Đấy thì mình sẽ được cái định thức này, và định thức này thì nhân chéo trừ nhau thôi. Thì nhắc lại là cái định thức mà có hai hai phần tử như cho hai a b c d như thế này. Đấy, thì định thức của nó đó là mình sẽ nhân chéo, tức là lấy a nhân d trừ b nhân c, nhắc lại ha. Đó thì cứ cứ việc nhân này đó, thì cái chỗ này là mình nhân theo cái đường chéo chính này thì nó là trừ n nhân cho một trừ a này. Nhân theo đường chéo phụ thì nó là bm, nhưng mà thêm dấu trừ vô đó là trừ bm. Còn cái định thức di á, tức là cái hệ số theo y, hệ số theo y trong cái định thức d này là cái cột đầu tiên này nè. Cột đầu tiên này mình sẽ thay bằng cái cột hệ số tự do. Cột hệ số tự do mình thay vô, tức là chỗ 1 trừ a đó mình thay bằng c không cộng y không, còn cái chỗ m đó mình sẽ thay m tiện là không. Và cái định thức này mình cũng nhân chéo trừ nhau luôn, nhân chéo là chiều này, tức là nó sẽ là trừ n nhân cho c không cộng y không, còn nhân chéo thì chiều này nó chính là b nhân cho m tiện là người thi dấu trừ vô nữa. Còn cái d dr đó
DR. DR đó thì trừ cái định thức D này nè, cái hệ số đi theo R là cái này mình sẽ thay bằng cái hệ số tự do vô là DR, đúng chưa? Đó. Tức là cái chỗ B này mình sẽ thay bằng C0 cộng Y0, còn chỗ trừ cái N này mình sẽ thay bằng MS trừ M0. Đó. Khi mình thế vô thì mình nhân chéo lên. Đó, nhân chéo. Đây là 1 trừ A này, nhân tất cả cho MS trừ L0. Rồi chỗ này nhân chéo lên là M nhân cho C0 cộng Y0. Và thêm dấu trừ vô nữa là trừ M. Như vậy thì mình đã tính được các cái định thức liên quan đến hai cái ẩn Y và R. Đó, tiếp theo á, là mình sẽ tính cái công thức Y ngang và R ngang. Thì Y ngang thì mình sẽ lấy cái DI. DI lúc này nó nằm đây nè, DI nguyên cái DI này nè, mình chia cho D, chia cho D. Đấy. Nhưng mà ở trên nó đều có dấu trừ hết không? Mình đem dấu trừ ra ngoài. Ở dưới cái chỗ này nó cũng có dấu trừ, đem dấu trừ ra ngoài thì tất cả hai cái thì mình có nghĩa là mình chia tử và mẫu cho cái trừ một thì nó sẽ ra cái gì ngang. Và tương tự là cái R ngang cũng vậy, mình lấy cái DR chỗ này mình chia cho D. Nhưng mà lưu ý là DR của mình đó là bây giờ mình muốn cái mẫu của cái thằng này nó bắt dấu trừ hết, tức là mình nhân cho trừ một ha, tử và mẫu mình nhân cho trừ một, thì chỗ này nếu mình nhân cho trừ một thì nó thành là cộng m, đúng không? Cộng m là thế không? Còn cái chỗ này là đang là một trừ a, mình nhân thêm trừ một nó thì sẽ thành a trừ một. Đó, vậy thì công thức ở câu a của mình đã cái yêu cầu của câu a mình dễ xong. Tới câu b là nó sẽ cho các cái tham số và nó không yêu cầu mình tính lại cái y ngang và r ngang, mà nó kêu mình tính cái hệ số co giãn của lãi suất theo mức cung kỳ tại điểm cân bằng và giải thích ý nghĩa. Lãi suất này chính là lãi suất cân bằng mình vừa tính ra được ở câu a đó. Thì em thấy cái công thức mà tính lãi suất cân bằng đó, cái công thức này, thì công thức này là tất cả mình theo là tất cả các tham số còn lại là tham số hết, chỉ có duy nhất cái MS này là mình coi nó là cái ẩn thôi, cái biến thôi. Vậy thì cái lúc này mình coi như R ngang này là một cái hàm của cái biến MS đấy, và mình tính hệ số co giãn của cái R ngang này theo MS, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có công thức hệ số co giãn á, thì chúng ta sẽ lấy cái gì, lấy cái đạo hàm của nó tại MS và chia giá trị của cái hàm đó theo MS nè. Cái công thức đó là công thức này, và mình sẽ nhân theo MS. Lưu ý MS đây là năm là 2000 ha, MS là 2000 đó. Thì như vậy thì em phải cần tính cái RMS nha. R tại điểm MS thì nó sẽ bằng 0 phẩy 0,125. Tức là cũng cái công thức này, nên trong cái công thức này á, thì em sẽ thế tất cả các tham số vô, thế tất cả tham số vô em tính, thấy không? Đấy, chẳng hạn đây thì thế thế vô này, a đó là 0,7, thì mình phải dùng cái dấu ngoặc thôi, cái ngoặc cái này là 0,7 trừ một, đó là a trừ một, đúng không? Rồi MS ở đây nó là 2000 trừ cho an là không, nên là không cái đề nó cho đó là bằng 800, 800. Đó. Rồi mới cộng cho m đề bài nó cho ở đây m nó bằng 0,6, m nhỏ đó là bằng 0,6, m nhỏ là chỗ này 0,6 này. Rồi mình mở ngoặc ra mình mới nhân cho C0, C0 lúc này đề nó cho là 500, C0 là 500, còn Y0 đó là nó cho 400. Đấy. Rồi tất cả đó là mình sẽ chia cho cái mẫu của nó, cái vấn đề nó có cái chữ N, cái số N nó chính là 1200, 1200 nhân mở ngoặc cho 1 trừ A, tức là 1 trừ 0,7. Mình có thể tính nhẩm ra chỗ này mình nhập cái thứ 0,3 cũng được. Rồi cộng cho cái số B, B đề bài nó cho cái B đó là 1800. Rồi đó là mới nhân cho gì? Nhân cho M, nhân cho tức là nhân cho 0,6. À, mình tính ra thì cái này là 1/8. 1/8 tức là 0,125, tức là giá trị của R ngang tại cái điểm MS bằng 2000 và các tham số đã cho theo
cái đề này thì nó sẽ bằng 1/8. Và tiếp theo là mình sẽ tính đạo hàm của cái thằng R ngang này theo biến MS. Thì em thấy trong cái công thức này của mình nè, trên công thức này của mình đó thì cái chỗ mà nó liên quan đến MS nó chỉ có chỗ này thôi, chỗ này nó là bậc nhất theo MS. Và nếu như em đạo hàm này theo biến MS thì chỗ này nó bằng một, nguyên cái thằng ở trong mặt này nè, em đạo hàm theo MS bằng một, mà một mà em nhân cho a trừ một nữa, thấy không, thì nó ra a trừ một. Còn cái chỗ này nó không liên quan đến MS thì mình đạo hàm bằng không. Còn thật ra cái thằng dưới mẫu này nó chính là hàng số, cho nên mình giữ nguyên lại thì đạo hàm của nó theo biến MS nó chính là cái thằng này, nó chính là a trừ một tất cả nhân cho chia cho n một trừ a cộng bm. Và ở đây mình lại thay các cái tham số còn lại vô đấy, thì cái đề bài nó cho đó là cái a của mình nó là 0,7 nha, 0,7 và trừ cho một. Mình có thể là nhập trừ 0,3 gì cũng được nếu mình tính nhẩm hay đó. Đó thì cái n ở đây đề bài nó cho là 1800 n ha, cái chữ n rồi. À, xin lỗi, B B nó cho là 1800, còn N đó thì nó cho là 1200, 1200 N chỗ này là 1200 này. Mở ngoặc ra nhưng 1 trừ A tức là 1 trừ 0,7 rồi cộng cho B, B là 1800 mà nhân cho M nhỏ thì M nhỏ bằng 0,6. Rồi mình tính ra thì cái đạo hàm này nó là âm 1 chia cho 4800 phải không? Đó, về rồi mình sử dụng mình thế vô công thức hệ số cơ giản nè. Lấy đạo hàm tại điểm đó, chia vô giá trị đạo hàm tại điểm đó và nhân cho cái giá trị của cái biến thấy không? À. Thì đạo hàm tại cái M bằng 2000 đó thì nó ra cái số là âm 1/4800. Còn cái giá trị hàm của R ngang này nó theo cái M đó là 0,125. Và cái giá trị của MS mà đại tổ mình đang tính đạo hàm nó là 2000. Và mình thế vô công thức này thì nó ra là âm 10/3, tức là trừ 0, trừ 3,33. Lưu ý là cái đề nếu mà nó yêu cầu mình làm tròn, nó không yêu cầu mình làm tròn thì mình cứ làm tròn theo cái số gần đúng nhất đó nó thôi. Còn nếu mà đề nó yêu cầu làm tròn tới chữ số thập phân thứ mấy đó, thì mình phải làm tròn theo đó. Thì cái ý nghĩa kinh tế của cái hệ số cơ giản là gì? Có nghĩa là tại cái mức cung tiền này đó, tức là nó là mức cung tiền 2 2000, nếu mà lượng cung tiền nó tăng thêm 1% thì lúc này đó là cái lãi suất cân bằng nó sẽ giảm đi xấp xỉ là 3,33%. Thì đó là cái bài hướng dẫn của thầy với một cái câu liên quan đến cái mô hình ISLM của chương 2, đồng thời liên quan đến cái hệ số cơ giản của chương 3 đó.